Không chỉ những vi phạm tồn tại cũ chưa được xử lý, hiện nay tại địa bàn xã Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội lại mọc lên những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp mới, gây bức xúc cho nhân dân và mất niềm tin vào chính quyền sở tại. Quay trở lại thôn Hà Hương, xã Liên Hà và ghi nhận thực tế tại đây, tất cả những công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp chưa hề bị xử lý như lời nói, cũng như các văn bản chứng minh đã chỉ đạo xử lý những vi phạm nêu trên của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh mà chúng tôi có được. Cụ thể, ngôi nhà cấp 4 sơn màu trắng của gia đình bà Dương Thị Loan, bí thư chi bộ thôn Hà Hương xây dựng trên đất nông nghiệp, vẫn sừng sững giữa cánh đồng lúa với đầy đủ tiện nghi hiện đại như điều hòa, nước sinh hoạt và hiện vẫn có người sinh sống. Bên cạnh đó, một căn nhà mới được xây dựng kiên cố cũng đang trong quá trình hoàn thiện, biến nơi đây thành một ngôi làng nhỏ giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Còn tại khu diện tích 7.200m2 đất công ích, khu vực ven ngòi Hóp Tây, hiện đang bị biến tấu thành nơi kinh doanh nhà hàng, karaoke mang tên Bảo Minh Quán do ông Hoàng Đức Trường làm chủ. Ông Nguyễn Xuân Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khẳng định rằng đã đi kiểm tra và yêu cầu nhà hàng này phải di rời, tháo biển, không được phép kinh doanh. Tuy nhiên, trái ngược lại với lời khẳng định này, phóng viên ghi nhận thực tế các công trình của nhà hàng trên vẫn tồn tại, thậm chí còn được cơi nới mở rộng hoạt động, tất cả hoạt động vẫn ngang nhiên diễn ra. Tiếng chạm cốc, nâng ly, tiếng hát hò vẫn diễn ra thâu đêm tại đây. Gần đó, hàng nghìn mét vuông đất ruộng cũng đang được một hộ gia đình san lấp, trong khi một phần diện tích một căn nhà kiên cố đã được xây dựng xong. Theo người dân phản ánh, đây là ngôi nhà của bà Phạm Thị Chi, là kế toán thôn Hà Hương. Bà Chi đã tự ý xây dựng nhà cửa từ năm 2017, đồng thời san lấp đất lên mặt đất ruộng, quây hàng rào tôn với tổng diện tích trên 3.000 mét vuông. Liên hệ với ông Phạm Văn Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà, khi được hỏi về hàng loạt những công trình vi phạm trên, ông Nam lại chỉ cười và đùn đẩy hết trách nhiệm lên Ủy ban Nhân dân huyện, thanh tra huyện. Theo cán bộ địa chính xã Liên Hà cho biết, hiện tại xã đang hợp thức hóa dần dần các vi phạm của bà Loan. Thì để là có thủ tục lọ, thủ tục kia chưa, thì các anh chị cũng nhiều lúc cũng phải thông cảm cho đặc thù ở địa phương, ở dân. Đấy, bây giờ cái thủ tục đó chúng tôi sẽ phải hợp thức hóa dần dần cho các bà con. Chứ còn bảo là nó như thì bảo là thế, bảo là có đủ được hết hay chưa đủ thì bây giờ cũng phải dần dần từ từ, bây giờ chúng tôi mới thực hiện xong công tác dồn điền đổi thửa. Mặc dù Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà cho rằng vị trí nhà bà Loan hiện là vùng đất xấu, xa xôi, tuy nhiên trái ngược với điều đó, ngôi nhà bà Loan cách khu dân cư chưa đến 1 km, đồng thời xuất hiện một con đường rộng khoảng 4-5 mét chạy thẳng qua nhà bà Loan. Đã nhiều tháng trôi qua, báo chí đã tốn nhiều giấy mực cũng như phản ánh rất nhiều tới các vị lãnh đạo của Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Ủy ban Nhân dân xã Liên Hà. Tuy nhiên, thay vì xử lý các vi phạm thì những vị lãnh đạo này lại cố tình làm ngơ để các vi phạm tồn tại và phát triển. Phải chăng có một thế lực ngầm nào đang cố tình chống lưng để các vi phạm ngang nhiên diễn ra mà không bị xử lý? Qua đây, xin kính chuyển Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sớm có chỉ đạo xử lý nghiêm những vi phạm nêu trên. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới độc giả trong những phóng sự tiếp theo.